chúng ta vừa biết thêm một khái niệm nữa trong Bootstrap, đó là Grow. Tuy nhiên, để có thể hiểu rõ hơn về Grow cũng như chức năng của nó, trong nội dung hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một thành phần vô cùng quan trọng đóng góp tích cực trong việc xây dựng layout, đó chính là column. Hãy lấy ví dụ với một cấu trúc bảng đơn giản như thế này. Nếu xem khung bao quát bên ngoài là Bootstrap Container, thì từng dòng ở đây sẽ tương ứng với Bootstrap Pro, còn các cột bên trong sẽ là các column. Và khi kết hợp Container, Pro và Column trong Bootstrap lại với nhau, ta sẽ được một khái niệm mang tên gọi là Grid System, tạm dịch là hệ thống lưới. Hệ thống lưới hay Grid System là thuật ngữ ám chỉ đến một dạng thiết kế mà nếu ta tưởng tượng, nó gồm các đường kẻ ngang dọc giống như một tấm lưới như thế này. Nó chia không gian trên trang web thành các ô, và mỗi thành phần trên trang sẽ chiếm số lượng ô nhất định. Chúng ta hoàn toàn có thể linh động thay đổi kích thước của một thành phần trên trang bằng cách thay đổi số lượng ô lưới mà nó chiếm. Từ đó ta có được các bố cục linh hoạt và dễ dàng kiểm soát. Sở dĩ có sự liên hệ như vậy là do Grid System của Bootstrap cũng hoạt động tương tự như ví dụ vừa rồi. Kiến trúc cơ bản của một layout Bootstrap sẽ dựa trên hệ thống lưới gồm 12 cột đều nhau. Việc của chúng ta là chỉ cần xác định thành phần muốn xây dựng sẽ chiếm bao nhiêu cột thay vì sử dụng kích thước xác định như 100 pixel hay 200 pixel. Đúng vậy, hệ thống lưới của Bootstrap được thiết kế theo hướng Mobile First Bridge System, tức là sử dụng đơn vị là phần trăm để tính toán độ rộng cho các cột. Nếu nói mỗi row là 100%, thì một cột bên trong row sẽ chiếm độ rộng là 1 phần 12. Và như vậy, ta luôn đảm bảo rằng giao diện sẽ tự động co giãn tốt trên các thiết bị cũng như các kích thước viewport khác nhau. Tuy nhiên, để tăng tính linh động và responsive được tốt hơn, Bootstrap định nghĩa sẵn các class giúp chúng ta có thể đơn giản hóa việc chia cột trên từng breakpoint, xác định và hướng đến kích thước chung của bốn loại thiết bị như sau: Extra Small Device, tức là các thiết bị có kích thước rất nhỏ dưới 768 pixel; Small Device, tức là các thiết bị nhỏ, ví dụ như tablet có kích thước từ 768 pixel trở lên nhưng phải dưới 992 pixel; Medium Device là các thiết bị có kích thước trung bình như màn hình desktop từ 992 pixel trở lên nhưng lại dưới 1.200 pixel; cuối cùng là Large Device, các thiết bị như màn hình desktop nhưng kích thước lớn từ 1.200 pixel trở lên. Các con số này cũng chính là các breakpoint của Bootstrap và chúng được nhắc đến khi ta làm quen với Bootstrap Container. Vậy nó có liên quan gì không ta? Đương nhiên là có rồi. Bạn còn nhớ Bootstrap Container sẽ luôn có một kích thước cố định nào đó khi kích thước thiết bị hay viewport có độ rộng từ 768 pixel trở lên hay không? Từ đó, tuy các cột được chia theo đơn vị phần trăm, nhưng ứng với các breakpoint xác định này, nó sẽ có chiều rộng cố định với các giá trị tương ứng như sau. Điều này sẽ giúp các bạn có thể định hình được việc sẽ cho một thành phần chiếm bao nhiêu cột tại một breakpoint xác định. Nói đến đây, chắc các bạn nãy giờ sẽ thắc mắc các cột của chúng ta được định nghĩa như thế nào trong Bootstrap, cũng như cách mà chúng ta hoạt động. Cái này sẽ được thực tế hơn việc chỉ hình dung qua lý thuyết như từ đầu tới giờ. Tuy nhiên, phần lý thuyết trên sẽ giúp bạn hiểu được cách Bootstrap định nghĩa các class trong Grid System. Nó sẽ dựa trên bốn breakpoint hay bốn loại thiết bị đã được trình bày trước đó mà xây dựng các class tương ứng như sau. Ký tự sao ở đây đại diện cho một con số từ 1 đến 12 ứng với hệ thống 12 cột của Bootstrap. Thế nhưng việc đặt tên các class như vậy có ý nghĩa như thế nào? Để làm rõ vấn đề này, chúng ta hãy thử bắt đầu với một cấu trúc đơn giản như sau. Bên trong row sẽ có 12 thẻ div với class có tên. Ở đây ta sẽ thêm border cho các thẻ div đó để có thể dễ quan sát hơn. Giờ hãy chạy thử trang web và quan sát. Các bạn thấy rằng chúng ta có 12 ô đều nhau cùng nằm trên một hàng, nghĩa là last col MD1 sẽ tương ứng với chiều rộng bằng 1 phần 12 của container hiện tại. Hãy để ý tiếp là viewport lúc này lớn hơn 1.200 pixel. Bây giờ nếu chúng ta thu nhỏ trình duyệt xuống dưới 992 pixel, tức là nhỏ hơn breakpoint của class col MD, các bạn sẽ thấy 12 cột lúc này đã được xếp chồng lên nhau thành một cột duy nhất. Chỉ khi nào ta tăng kích thước viewport từ 992 pixel trở lên thì bố cục sẽ được thay đổi thành hàng ngang với 12 cột như lúc đầu. Vậy các bạn có rút ra được điều gì hay không? Grid System của Bootstrap được thiết kế theo hướng Mobile First để linh hoạt trong vấn đề xây dựng giao diện responsive.
nên tương ứng 4 breakpoint trên sẽ là 4 loại class được sử dụng tùy vào mục đích. Sao cho khi bạn sử dụng loại class nào thì ứng trên breakpoint chứa class đó hoặc trên các breakpoint lớn hơn, bố cục sẽ được dàn trải theo hàng ngang. Còn nếu dưới breakpoint đó, bố cục sẽ tự chuyển về một cột. Để hiểu được Mobile First trong Bootstrap 3 hoạt động như thế nào, các bạn có thể hình dung đơn giản hệ thống grid system với các column class được sắp xếp từ cone SS đến cone LG như thế này đây. Khi sử dụng các column class để phân chia bố cục thì nó chỉ có hiệu lực tại crack point mà nó được định nghĩa trở lên mà thôi. Ví dụ như khi ta sử dụng cone SM chẳng hạn, do nó chỉ được định nghĩa với viewport từ 768 pixel trở lên, nên bố cục mà bạn phân chia chỉ có hiệu lực rõ ràng từ viewport này trở lên mà thôi. Còn dưới viewport này, cone SM sẽ mất tác dụng, từ đó bố cục trở thành một cột xếp chồng. Với tính chất này, nếu chúng ta muốn một thành phần luôn có chiều rộng là 4 cột với viewport từ 768 pixel trở lên, thay vì ta phải ghi đầy đủ với 3 column class, cone SM, cone MD và cone LG, chúng ta hoàn toàn có thể chỉ cần ghi ngắn gọn một class cone FM mà thôi. Vì trên các breakpoint còn lại, cone SM vẫn sẽ ảnh hưởng tương tự như vậy đến bố cục. Tuy nhiên, có một điều mà các bạn nên lưu ý là nếu chúng ta chỉ sử dụng cone XS để chia bố cục, giao diện vẫn sẽ giữ nguyên chứ không xếp chồng trên một cột, dù cho ta có thay đổi viewport như thế nào. Lý do là nó được khai báo không dựa trên một breakpoint cố định nào, nghĩa là mặc định nó đã có ảnh hưởng. Do đó, nếu muốn bố cục của các bạn không thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các bạn có thể xem xét sử dụng class cone SS. Ngoài ra, nếu quay lại demo đầu tiên, các bạn sẽ thấy rằng ở giữa các column sẽ có những cái rãnh. Cái rãnh này được gọi là gutters. Mỗi gutter như vậy có khoảng cách là 30 pixel và chúng được tạo ra là do các column class đã được định nghĩa sẵn padding trái phải là 15 pixel. Việc định nghĩa sẵn các kích thước này cũng là một trong những thứ mà Bootstrap hướng tới nhằm giúp các bạn luôn chủ động trong việc tạo khoảng cách giữa các nội dung, khiến cho mọi thứ trông dễ nhìn hơn. Vậy là cơ bản các bạn cũng đã biết được grid system trong Bootstrap 3. Tuy nhiên, đó cũng mới là một phần nho nhỏ để các bạn làm quen mà thôi. Trong nội dung của bài tiếp theo, chúng ta sẽ thử phân tích và áp dụng grid system vào xây dựng các bố cục đơn giản nhé. Trước khi kết thúc bài học này, các bạn hãy cho mình biết Bootstrap xây dựng các breakpoint nhằm hướng đến mấy loại thiết cực chính là 4 loại đúng không? Các bạn có thể tham khảo lại bản mô tả này để xem tên của từng loại cũng như nghiền ngẫm lại những gì mà mình vừa tìm hiểu. Giờ thì xin chào các bạn.